Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung chính sau. Học sinh kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bắc Cạn, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2022. 100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Cạn. Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, để thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2026. Thực hiện tốt phong trào thi đua trọng tâm, Bắc Cạn chung sức xây dựng nông thôn mới. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thưa quý vị, hôm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự xã phường thị trấn đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được còn có một số điểm cần khắc phục. Đó là lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị có mặt hạn chế, nhất là việc quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tiến bộ nhưng chưa vững chắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở thảo luận làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc tự phê bình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc, cụ thể hóa các nội dung biện pháp vào chương trình kế hoạch năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các chương trình kế hoạch đã xác định. Ngày 26 tháng 11, đồng chí Phương Thị Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thu Trang và Nông Quang Nhất đã chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tháng 11 để xem xét nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2021. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết, các báo cáo trình tại kỳ họp của Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Dân tộc về các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2021 sẽ xem xét hơn 20 dự thảo nghị quyết, xem xét các báo cáo quan trọng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nội dung các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết và đề nghị các ban tiếp tục chủ động rà soát lại nội dung đã thẩm tra, đặc biệt là các nội dung có ý kiến đóng góp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, lưu ý đối với nghị quyết về ban hành phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia cho các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Cạn, cần tiếp thu các ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân về điều chỉnh đối tượng, mức chi, khả năng nguồn ngân sách tính phù hợp với thực tế trong một số dự thảo nghị quyết. Đối với nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ, dân phố của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, cần bám sát vào ý kiến của cơ sở, người dân, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, xem xét sự tương đồng về văn hóa, khoảng cách giữa các thôn khi thực hiện sáp nhập, tránh gây khó khăn trong hoạt động của người dân sau sáp nhập. Đối với các dự thảo nghị quyết có ảnh hưởng tác động lớn đến người dân, phải rà soát kỹ lưỡng. Nếu dự thảo nghị quyết nào chưa có ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, thì phải chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện các khâu lấy ý kiến phản biện theo quy định. Sáng qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trước diễn biến của thời tiết dịch bệnh trên vật nuôi cây trồng, đặc biệt là dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của hội viên nông dân, tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch tích cực. Trên địa bàn tỉnh đã dần hình thành một số vùng trồng rau chuyên canh, các loại cây đặc sản thế mạnh của tỉnh như cam, quýt, chè, hồng không hạt. Từng bước được đầu tư tăng dần năng suất chất lượng cây trồng, một số diện tích đã được cấp chứng chỉ Việt Gáp, đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chứng nhận sản xuất hữu cơ.
một số sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến thời điểm này đã có 13 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nửa cuối nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh vận động nông dân thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp hội nông dân. Mặc dù trong nửa đầu nhiệm kỳ do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đã hoàn thành nhưng chưa bền vững. Do vậy, tại hội nghị này, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh cần thảo luận và đưa ra các giải pháp, tìm ra nguyên nhân, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân, phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân trong việc vận động nông dân xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã chú trọng thực hiện mô hình nuôi trâu sinh sản. Trên thực tế thì mô hình này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Gia đình bà Triệu Thị Điện ở bản Trang, xã Lương Bằng đã thực hiện nuôi trâu từ những năm 2000. Thời gian gần đây nhận thấy hiệu quả từ nuôi trâu bò đem lại, gia đình bà chú trọng hình thức nhân đàn, bà luôn giữ lại trâu cái để sinh sản. Hiện gia đình bà Điện có 12 con trâu, trong đó có 5 con trâu cái. Bà Điện cho biết nuôi trâu sinh sản phải đảm bảo nguồn thức ăn cần thiết cho trâu như cỏ voi, cám ngô, cám gạo. Cùng với đó là đề phòng dịch bệnh. Mỗi năm trâu cái sinh một con nghé, nuôi vỗ béo là trâu có thể xuất bán. Trâu ăn thì bây giờ mình thả thì thả cho nó đi ăn cỏ tự do. Xong là tối trâu về, xong cho nó giữ ấm cho nó. Xong là chuồng trại thật nhất cho nó sạch. Xong là hàng năm phải tiêm phòng. Mình bán trâu nghé ra thì như nào, trâu trưởng thành thì như nào? Trâu nghé, nếu mà trâu bé thì con loại to to thì là hơn 10 triệu, còn con bé thì 5 triệu thế này, không là con to là 30-40 triệu. Từ hiệu quả của các mô hình, phong trào chăn nuôi trâu bò sinh sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn được nhân rộng trong khoảng 4 năm trở lại đây. Hiện nay toàn huyện Chợ Đồn có hơn 8.000 con trâu bò, trong đó hơn 40% bà con chăn nuôi theo hình thức sinh sản bán chăn thả. Đặc biệt, theo số liệu thống kê từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, hiện nay có hơn 80 hộ nuôi nhốt trâu bò vỗ béo sinh sản có quy mô tập trung tại các xã Phương Viên, Đồng Lạc, Xuân Lạc, Bằng Lãng, Quảng Bạch, Bằng Phúc, Tân Lập, Yên Thịnh. Đối với xã Xuân Lạc thì là một trong những xã hiện tại vẫn còn giữ được cái tổng đàn gia súc là tương đối lớn, mà cũng là xã có đàn gia súc lớn nhất toàn huyện Chợ Đồn. Thì về giải pháp đưa ra đối với xã thì tiếp tục là tuyên truyền vận động để các cái hộ chăn nuôi để phát triển và nâng tổng đàn gia súc của xã. Và cái việc chăn nuôi cũng là cái thế mạnh, đồng thời cũng là cái nguồn thu nhập chính của khá nhiều hộ ở các cái thôn. Huyện Chợ Đồn đang tập trung thực hiện đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu bò ngựa và chăn nuôi trâu bò sinh sản giai đoạn 2021-2025. Theo chính sách này, huyện Chợ Đồn phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 900 bê nghé được sinh ra. Để đạt được kết quả này, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sẽ được hỗ trợ mua giống trâu bò cái sinh sản với định mức hỗ trợ 15 triệu đồng một con, tương ứng với 63% con giống, theo quy định tại quyết định 1449 ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Đây được coi là bước đệm quan trọng để người chăn nuôi Chợ Đồn từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình sang hình thức phát triển tổng đàn theo hướng thành các gia trại, trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngày 25 tháng 11 tại trường Trung học cơ sở Bục Bố, Hội khuyến học huyện Bắc Nạm phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Bắc Nạm tổ chức chương trình trao học bổng vì em hiếu học cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện. Tại chương trình, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Bắc Nạm đã trao 97 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, bao gồm điện thoại smartphone kèm SIM truy cập Internet, 850.000 đồng cho các em học sinh bậc trung học cơ sở, 2 triệu đồng đối với học sinh bậc tiểu học. Được biết đây là năm thứ 8 Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Bắc Nạm thực hiện chương trình này tại địa phương. Trao học bổng vì em hiếu học sẽ giúp cho các em giảm bớt phần nào những khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.
Ngân Sơn là huyện duy nhất của tỉnh Bắc Cạn được lựa chọn triển khai chương trình Điều ước cho em, kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn thân thiện. Theo đó, huyện Ngân Sơn được lựa chọn 20 trên 29 trường học thực hiện chương trình Điều ước cho em. Chương trình được triển khai sẽ hỗ trợ kêu gọi các nguồn lực xã hội, xây dựng mô hình học tập cho các em một cách an toàn, thân thiện. Hiện nay, huyện Ngân Sơn đang tích cực bàn giao trang thiết bị đã nhận được từ chương trình, như máy tính, sách vở, truyện tranh, kem đánh răng, nguồn vốn xây dựng công trình vệ sinh. Huyện Ngân Sơn sẽ tiếp tục kêu gọi vận động mọi nguồn lực của xã hội chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho các em học sinh. Được biết, chương trình Điều ước cho em kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện được triển khai tại 600 trường với 30 tỉnh thành trong cả nước tham gia. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt tại địa phương, huyện Nari đã tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tùy thuộc với điều kiện của từng trường học. Là một trong những giáo viên tham gia giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 6, lớp đầu tiên của khối trung học cơ sở, cô giáo Nguyễn Thị Thảo, trường dân tộc bán trú trung học cơ sở Văn Vũ, đã tham gia các lớp tập huấn do ngành giáo dục tỉnh và huyện tổ chức. Bên cạnh đó, bản thân cô phải tham khảo nhiều tài liệu, các kiến thức qua mạng Internet để có thể tìm ra phương pháp dạy phù hợp với học sinh. Cô nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho bài giảng và thu hút các em tham gia hơn, nên cô Thảo tìm tòi nhiều tranh ảnh tài liệu liên quan đến bài giảng, khuyến khích các em tham gia hỏi đáp để giờ giảng đạt hiệu quả hơn. Bản thân mình phải thực sự nỗ lực và cố gắng để mà học hỏi và ứng dụng những cái thành tựu khoa học kỹ thuật vào cái bài dạy. Ví dụ như là giáo viên lên lớp sẽ sử dụng máy chiếu này, TV này để cho cái bài giảng nó thêm sinh động hấp dẫn đối với môn lịch sử, địa lý hoặc những môn khoa học tự nhiên, bởi vì bây giờ nó tích hợp. Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện ở trẻ cả về thể chất lẫn trí tuệ. Do đó, huyện Nari chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thông qua bồi dưỡng chuyên môn, năng lực cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức. Ngoài việc tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên còn chủ động học và tìm hiểu thêm một số kỹ năng cần thiết trong công tác giảng dạy mầm non. Thường xuyên là mình sẽ tự học, tự nghiên cứu này, tài liệu này, rồi là sách báo, rồi là cả đồng nghiệp nữa. Rồi có những cái lớp tập huấn thì cũng sẽ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của phòng, rồi là của ngành đề ra và của trường. Và thường xuyên thì trao đổi, tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên môn để mà các giáo viên sẽ cùng nhau trao đổi về chuyên môn và về tất cả mọi cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Bản thân tôi thì luôn tham gia đầy đủ các cái lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và cũng tự có cái xây dựng kế hoạch cho mình, sắp xếp cái thời gian hợp lý để mình tự học và tự bồi dưỡng cho bản thân. Hiện nay huyện Nari có trên 600 giáo viên thuộc các bậc học, trong đó có trên 91 giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học. Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tham gia các lớp học, các cuộc thi, đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường bản, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm. Đồng thời chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn và giảng dạy, ứng dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy nhằm thu hút học sinh tham gia bài giảng, khuyến khích các em thẳng thắn trao đổi, hăng hái xây dựng bài. Đặc biệt khi triển khai các chương trình mới, đội ngũ giáo viên đã được tập huấn nghiêm túc, được tìm hiểu kỹ về nội dung và các phương pháp triển khai thực hiện, qua đó có cách truyền đạt phù hợp và hiệu quả. Có 7 ngày tập huấn trước, sau đó là đi 2 ngày tập huấn trực tiếp tại tỉnh, thế sau đó lại tiếp tục 7 ngày là các thầy cô cũng như cán bộ quản lý sẽ phải trực tiếp hoàn thiện các cái phần bài tập. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, huyện Nari từng bước bổ sung số biên chế giáo viên còn thiếu, đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy các bộ môn như tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, để đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt tại địa phương. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, hôm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, mỗi năm có gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, trên 11.000 người bị thương tật suốt đời. Buổi lễ tưởng niệm là hoạt động thực hiện nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại,
Buổi lễ đã góp tiếng nói tri ân đến lực lượng chức năng và tưởng niệm những người đã không trở về nhà do tai nạn giao thông. Đồng thời kêu gọi mỗi người hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TBK.